Hello, hello anh em nhá. Hello anh em, đây là hôm nay là một cái buổi cũng rất là đặc biệt. Chào anh em, không biết anh em đã vào chưa ta? Anh em nào đã vào rồi thì chúng ta chào nhau một cái nha. Anh em nào không biết anh em đã vào chưa ta? Hello, hello anh em. Hello mọi người. Thì ngày hôm nay là một cái buổi cũng rất là đặc biệt anh em à. Đầu tiên thì đây cũng có thể là đây là một cái buổi livestream mà đầu tiên của Bên Gaming đối với cộng đồng của chúng ta, thì đây là cũng là cái cột mốc đầu tiên và đánh dấu là sau này anh em cùng Bên Gaming sẽ có những cái buổi live thường xuyên hơn, có thể là để cập nhật thị trường nè, cũng có thể là để mà chia sẻ những cái kinh nghiệm, những cái kiến thức mà Bên Gaming có được trong thời gian vừa qua, trong thời gian làm, để cho những thứ nhất là để nhằm mục đích là chia sẻ là chính anh em à. Cái thứ hai nữa là nhằm mục đích có thể là biết đâu được chúng ta cùng nhau nắm bắt được cái thị trường á, thì chúng ta có được những cái mẹo, những cái tip sẽ giúp anh em có thể là khi mà anh em có những cái mẹo, những cái tip vậy có thể giúp anh em đầu tư một cách thành công hơn được không? Ok anh em, hello anh em nha. Anh không biết là anh em đang có nghe rõ Ryan mình nói không anh em ha? Anh em nghe mình nói rõ không? Anh em nào mà nghe nói rõ anh em có thể comment xuống số 1. Comment xuống số 1 để cho Ryan biết là anh em đang nghe rõ không ạ? À? Ok, anh em nghe rõ thì anh em comment số 1 để Ryan biết là anh em vẫn còn đang nghe Ryan nói. Và ok anh em nha, anh em comment số 1 đi ạ. À. Hoặc là rõ cũng được. Hello anh em, lâu quá rồi. Hôm nay mới có một dịp có thể lên ngồi livestream, ngồi nói chuyện với anh em đúng không? Thì không phải là lâu nữa, mà như đây là lần đầu tiên có một cái buổi là ngoài cái việc á, mà chúng ta quay thưởng ra những member tích cực ra, thì Bên Gaming cũng muốn đây là một cái buổi mang lại cái giá trị cho anh em, nên là vì thế Bên Gaming đã quyết định rằng là sẽ có những cái buổi livestream gọi là thường xuyên hơn, hoặc nó cũng có thể là mang cái tính đợt định kỳ nữa. Không biết anh em có thích cái ý tưởng này không ta? Anh em thích là Bên Gaming lên livestream với anh em ngoài cái việc mà những anh em member tích cực ra rồi đúng không, còn có những anh em có thể là chia sẻ được kiến thức cho nhau. Ở đây không phải chỉ có Ryan hay đội ngũ Bên Gaming mà còn có rất nhiều anh em nữa đúng không, anh em cũng có thể trao đổi với nhau. Ryan cũng có thể là chia sẻ với anh em và anh em có thể đặt câu hỏi cho Ryan và anh em chúng ta cùng nhau trao đổi trên này trực tiếp với nhau. Và ngày hôm nay đồng hành cùng với Ryan ngày hôm nay sẽ có một admin, một leader ở trong team nữa, một leader trong core team của Bên Gaming, đó là Tiến AD. Thì không biết là Tiến AD ơi, Tiến Tiến lên đây cùng với Ryan trong cái buổi ngày hôm nay nhá. Anh em comment là hello Tiến đi, hello Tiến đi để chào Tiến admin nha anh em nha. Hello anh em nghe anh em ơi, khi mà anh em ở hiện nay á, đây là thấy anh em đang xem livestream nè. Anh em nào mà đang xem livestream á, anh em có thể là bấm like đúng không? Bấm like cái livestream này luôn. Được nào? Ok. Ok, hello Ok, tiếng Tiến lên mình rồi rồi. nè. Hello Brian nha, hello anh. Hello tất cả mọi người Ok. nha. Thì cũng Hello hôm nay là Tiến. buổi tối thứ bảy thì chắc là anh em cũng khá rảnh nhưng mà cũng dành thời gian để vào xem live. Không biết là mọi người có đi chơi hay đi xả stress cuối tuần gì không? Thì cũng rất là vui và vinh dự khi được hôm nay cũng được lên sóng cùng với admin hot TikToker Rồi hello Tiến, chắc tối thứ bảy này không biết anh em có đi đâu chơi không? Hello anh em, hay là anh em đang làm gì? Không biết ở đây anh em đang xem livestream thì anh em đang ở khu vực nào là chính ta? Ở thành phố Hồ Chí Minh, ở Sài Gòn hay ở các tỉnh thành nào? Đúng rồi, đi chơi à? Ok Hoàng nha. Hello Sugo này, hello Jika nha, hello Danny nha, đang ngồi hóng livestream. Hello anh em, hello anh Quân nha. Ok anh em, thì chủ đề ngày hôm nay á, giống như là bên anh em có thể thấy được rằng á, giống như cái tiêu đề, thì chủ đề ngày hôm nay chúng ta sẽ xoay quanh về cái trend gọi là mô tuân. Thì liệu mô tuân có phải là trend trong thời gian sắp tới hay không, và mô tuân có điều gì đặc biệt, và những cái dự án nào đang hot trong thị trường mô tuân này, và nếu mà trên cái khung sườn á, anh em có thể thấy được rằng là chúng ta sẽ đầu tiên á, chúng ta sẽ đi về cái việc là tổng quan về thị trường mô tuân là gì, chúng ta cùng tìm hiểu về nó. Cái thứ hai, chúng ta sẽ phân tích những case study thành công của Step N, vì sao nó thành công như vậy, và chúng ta có thể phân tích sâu hơn một chút về Step N. Và bên cạnh Step N á, thì chúng ta có thể thấy được rằng là có những cái dự án nào tương tự như Step N nhưng vốn hóa nó vẫn còn đang nhỏ và nó tiềm năng, thì chúng ta có thể là để ý đến những cái dự án đó được đúng không. Và cái thứ tư nữa là tới cái phần gọi là nhận định cá nhân của Ryan và của Tiến, thì và phần cuối cùng là sẽ là cái phần quay thưởng. Và anh em hãy nhớ nha, trong cái buổi ngày hôm nay, trong cái livestream này, đặc biệt trên cái livestream này sẽ có những phần thưởng dành riêng cho những anh em
đang xem cái live stream này ở trên kênh của Bebe Kim Minh nha, sẽ có một phần thưởng là tổng trị giá của nó là 100 đô dành cho là 4 anh em. Nên là vì thế trong cái buổi live stream này thì Ryan cũng với cùng như Tiến cũng sẽ có những cái cột mốc, những cái câu hỏi thì để dành cho những anh em. Nếu anh em nào đã xem hay xem AMA á, sẽ biết được rằng là Bebe Kim Minh sẽ có những cái mô típ như vậy rồi đúng không anh em? Đấy, nên là vì thế là anh em hãy nhớ nha, trong cái buổi live stream này vẫn sẽ có quà dành cho anh em. Và cộng thêm nữa, ở cuối chương trình sẽ là cái phần quay thưởng dành cho những cái anh em đã là thành viên trong top 20 member tích cực, sẽ được quay thưởng ở trong cái buổi tối ngày hôm nay luôn anh em nha. Rồi, hello, xin chào anh em nha. Rồi Tiến ơi, hôm nay Tiến có điều gì muốn nhắn gửi anh em không? Thì như em vừa nói là hôm nay cũng rất là vui được lên kiểu buổi đầu tiên lên live chia sẻ, gọi là chia sẻ kiến thức, những cái kinh nghiệm và những cái kiến thức mà mình biết ấy, với mọi người. Thực ra là cũng khá là run. Mình sẽ kiểu cố gắng hết sức để truyền tải được những gọi là những cái điều cần thiết để mọi người có thể tiếp cận vào cái thị trường một cách tốt hơn. Ok anh. Rồi ok. Thôi bây giờ mình bắt đầu chương trình đi nhà Tiến nha. Hồi nãy giờ mình chào hỏi cũng đâu đó khoảng mất khoảng gần chục phút rồi. Thì chương trình này sẽ mong rằng sẽ kết thúc được trong vòng khoảng mỗi tuần như vậy, sẽ cố gắng. Đôi lúc xem live dài quá thì đôi lúc cũng hơi lâu đúng không? Nhưng mà mình sẽ cố gắng nhanh nhất có thể, đâu đó khoảng trong vòng khoảng một tiếng ha. Mình có gọi cho một tiếng thôi. Ok Tiến nha. Ok, thì bây giờ mình sẽ bước vào cái phần đầu tiên luôn. Thì cái không biết là anh em ở đây á, anh em ở đây có đã đang đầu tư hoặc là đang chạy step end hay là những hoặc là đã đầu tư vào những dự án motor nào chưa? Anh em có thể comment những cái dự án mà anh em đang đầu tư hoặc là anh em đang đầu tư những dự án nào, anh em có thể comment xuống phía dưới để mọi người cùng biết được không? Hoặc là anh em có biết những dự án nào đang trong cái trend motor thì mọi người có thể là comment xuống dưới những dự án được không ạ? Mình có thể thì thấy rất nhiều bạn comment này, DOS chắc là bạn này cũng follow anh Sơn đây. Chắc anh em mà đầu tư đâu thì chắc cũng là follow anh Sơn nhiều lắm đây. Step em nữa nè. Ok, thì thật sự anh em thì giống như bản thân của anh nghĩ á, cái gọi là motor ấy, anh em có thể hiểu được rằng motor giống như là di chuyển đúng không, anh em di chuyển nhưng mà vẫn có thể kiếm được tiền bằng những cái hoạt động thể dục thể thao chẳng hạn. Giống như anh em sau này bây giờ hiện tại đang có là đi bộ kiếm tiền, chạy bộ kiếm tiền đúng không anh em? Đấy, sau này cũng có thể là phát triển thêm là cái vụ mà anh em chạy xe đạp vẫn kiếm được tiền, hoặc là anh em có thể là tập gym hoặc là chống đẩy cũng có thể kiếm được tiền. Đó là những giống như là khi chúng ta hoạt động, những hoạt động motor có thể đối với bản thân mình định nghĩa giống như là hoạt động nhưng mà vẫn có thể kiếm được tiền đúng không anh em? Đấy, nhưng mà thật sự á, giống như là trước hôm bữa Ryan có đi tham dự một buổi meet up của bên CoF thì mình có thấy một cái từ rất là hay, đó là từ Finify. Bây giờ có DeFi rồi đúng không, GameFi, thì bây giờ là tới trend của Finify đúng không anh em? Không biết Tiến thấy cái gì từ Finify như thế nào, nhưng mà đối với bản thân của Ryan á thì nghĩ cái từ Finify này cũng khá là phù hợp vì chúng ta có thể vận động và chúng ta kiếm tiền đúng không? Nhưng mà thật sự anh em có thể thấy được rằng á, những cái app chạy bộ nè, hoặc là giống như Step End vẫn là một cái app chạy bộ đúng không anh em, hoặc là những cái app, hoặc là trước đây giống như là cũng có lên tour nữa đúng không? Thì trước đây á, giống như trong thị trường, nếu mà anh em trong lĩnh vực MMO á, MMO Mobile Online á, có thể kiếm tiền trên mạng á, thì thật sự á, những cái này nó cũng đã có sẵn từ trước rồi đúng không? Đó, giống như là đã có sẵn từ trước rồi, bây giờ là chỉ là blockchain hóa lên thôi đúng không? Tiến có thấy được có những cái trước đây Tiến có thấy được là có rất nhiều cái ứng dụng, giống như là trước đây chạy bộ đúng không, chạy bộ xong cũng sẽ có những cái app và có thể là hoàn thành những cái nhiệm vụ đó thì chúng ta có thể đạt được những cái huy chương nè đúng không, và những huy chương đó là cũng là thật nghe anh em nha. Đó, và những cái app như vậy á đã được rất nhiều các bên làm và đã thực hiện thành công rồi đúng không, như là Strava nè, giống như là có gì đó không biết Tiến có những cái app nào không, giống như là Strava nè, ai gì nè, rất nhiều app rồi đúng không em? Nên nhưng mà giờ là bây giờ thời đại hiện nay á, giống như là bây giờ là chỉ là blockchain hóa, app blockchain vào và cái thị trường thôi. Và có một cái số liệu rất là hay anh em có thể thấy được rằng nha, giống như là khi mà cái thị trường giống như thị trường về thị trường truyền thống á, thị trường về những cái app truyền thống em, những app chạy bộ á, thì vốn hóa thị trường của những cái app như vậy á chỉ là mới là tổng luôn á,
tổng vốn hóa của nó là được định giá là khoảng đâu phải 1,1 tỷ đô, là về cái khung về những cái app chạy bộ, những cái app về Phoenix nè. Nhưng mà trong đó cái lượng user á, đã là 300.000 user rồi nè. Đấy, như 300, khoảng đâu đó 300, khoảng đó 300, 300, 330 triệu, đúng rồi, 330 triệu user rồi. Đấy, nhưng với đối với thị trường motor á thì thật sự là vốn hóa hiện nay đã là 1,5 tỷ rồi đúng không anh em? 1,5 tỷ rồi. Đúng không? Nhưng trong đó mới chỉ có một khoảng đâu đó khoảng 100.000 user thôi, nên là thị trường này á nó còn rất là lớn. Anh em tưởng tượng ở bên kia là 330 triệu. Đó, 330 triệu user, mà bên thị trường motor hiện nay khoảng đâu đó khoảng trên dưới đâu đó một xung quanh cái vùng là 100.000 user thôi anh em ạ. Nên là vì thế anh em cứ nghĩ là khoảng 10% truyền thống thôi mà biết đến cái thị trường motor này rồi, thì anh em hãy tưởng tượng là cái cap của nó thể lên tới đâu được ạ. Đúng không? Và step end của vậy, step end là một cái có thể anh em có thể nhận định được một điều rằng á, đó là một cái dự án hoặc là một đồng token đang là lead thị trường rồi, đúng không em? Tại vì bây giờ market cap thị trường về motor là 1,5 tỷ, mà đâu đó con step end là khoảng 1, mấy tỷ rồi, tỷ là chiếm khoảng 90% thị phần rồi. Đúng không? Đấy, anh em có thể thấy được cái tiềm năng của motor là như vậy. Đấy. Ok anh em. Ghim luôn. Và anh em hãy nhớ nha, ở trong cái buổi livestream này mình sẽ có nhắc đến những con số, và anh em hãy nhớ những con số đó nha. Ok anh em nha. Rồi Tiến ơi, không biết là trong cái thời gian vừa qua Tiến có tìm hiểu về con step end không? Và Tiến có thể không biết Tiến đã tìm hiểu về con step end chưa, và nó có những cái điều gì đặc biệt khi mà Tiến tìm hiểu về con step end này? Vâng. Ok. Thì step end đúng là một cái kiểu là một cái gọi là đi đầu trend của cái motor này á. Thì bình thường ví dụ giả sử để tiếp cận hiện tại, nếu anh em nào mà đã follow và join thị trường crypto này từ những khoảng đợt 2017-2018 ấy, thì mà sau một thời gian downtrend thì mọi người có thể là bỏ đi, bởi vì rất là nhiều nhà đầu tư đã bỏ đi bởi vì là không còn tin tưởng cái thị trường này nữa. Nhưng mà đến khoảng 2020-2021 thì thị trường được bùng nổ lại, và nếu mà anh em nào bắt đầu join lại mà đã từ 2017 đã từng join rồi thì nó sẽ nhanh hơn, nhưng mà cũng kiểu rất là choáng ngợp bởi vì các kiến thức nó update và nó các cái trend nó thay đổi cực kỳ rất là nhanh luôn. Đặc biệt là ví dụ nha, bây giờ để một người mới, một người từ kiểu là các cái truyền thống, ví dụ giả sử gần nhất như là bên forex và bên chứng khoán đi, để có thể tìm hiểu thị trường crypto cũng mất khá là nhiều thời gian đấy, bởi vì bây giờ có rất nhiều cái rất là mới. Ví dụ có thể tìm hiểu DeFi này, AMM, hoặc là các cái về như là option, hoặc là về derivative chẳng hạn, thì nó có rất là nhiều các cái kiến thức cực kỳ mới và cũng khó cho người mới tiếp cận. Nhưng đặc biệt là cái trend GameFi của 21 cũng như là có thể tới đây là trend motor ấy, thì là theo mình ấy là một gọi là một cái gì nó sẽ là tiếp cận cái thị trường truyền thống cực kỳ là nhanh luôn, nó rất là thực tiễn. Ví dụ ở GameFi chẳng hạn, đúng không, ngày xưa chúng ta có thể nạp rất là nhiều game, nhiều tiền vào game, nhưng sau cuối cùng nếu chúng ta bỏ game thì chúng ta cũng chả sở hữu được cái gì cả, chúng ta chỉ là được chơi những trận game ấy thôi. Còn hiện tại nếu mà có NFT thì sau này nếu mà nó phát triển, nó có thể là nó có thể link giữa các game với nhau luôn, thì mình nghĩ đấy là có thể là tiềm năng như vậy. Còn về riêng về motor thì nó là còn rất là hay nữa, là chúng ta vừa có thể rèn luyện được sức khỏe mà vừa có thể kiếm thêm tiền. Nhưng cũng một số cũng hiện tại là cũng có một số quan điểm đưa ra là cái đấy cũng kiểu như giống là như gọi là giống như mô hình kiểu Ponzi á, nhưng mà người sau thì lại vào để nuôi những người trước. Thì cái đấy thì không biết anh em có cái quan điểm như thế hay không, hay là mọi người tìm hiểu kỹ về đấy hay không. Thì chắc chắn là khi mà có một cái bài toán được đưa ra thì sẽ có những người đi giải các cái bài toán đấy, thì chúng ta cũng cần thời gian để chờ đợi và tìm hiểu về cái phần đó. Thì ý mình muốn nói ở phần đây đó là cái trên về GameFi hoặc là motor sẽ là một cái gì nó gọi là viral rất là lớn, có thể là hút được cái cộng đồng của game truyền thống sang cái thị trường crypto này. Thì đấy là mình muốn chia sẻ với mọi người một cái rất là hay. Ok. Thì còn về riêng nói đến cái ý Ok, anh nói đi ạ. Nói đến cái ý của Tiến á, thì anh cũng có một cái số bổ sung như sau. Đối với nhận định cá nhân của anh nha. Thì giống như là khi mà anh em thấy được rằng, không biết là cái có phải là mô hình như Tiến có thể nói không, nhưng cái điều đầu tiên mà Ryan có thể cảm nhận được á, là khi có rất nhiều anh em của Ryan á, khi mà trước đây gần như là chưa có thói quen gọi là chạy bộ, nhưng khi đầu tư vào này thì họ có một cái thói quen gọi là, mình tạm nói là mình có thể thấy được rằng là thói quen nó tích cực hơn,
giống như tại vì giống như qua một vừa rồi á, anh em có thể thấy được rằng á, vừa rồi qua được một cái đợt dịch rồi, anh em có thể thấy được rằng là con người ấy đang có một cái xu hướng mới là họ sẽ biết bảo vệ sức khỏe của mình hơn, muốn nâng cấp cái gọi là cái sức khỏe của mình hơn, và muốn có khuynh hướng á, họ muốn khuynh hướng là được ra ngoài hơn, ra ngoài nhiều hơn, họ muốn có một cái khuynh hướng á là được vận động nhiều hơn để có thể là gia tăng được sức khỏe, để có thể là họ biết được rằng là một ngày nào đó, ví dụ Covid vừa qua đúng không anh em, là một cái mà chúng ta không thể nào lường trước được, thì họ muốn bảo vệ sức khỏe, nên là vì thế họ muốn vận động nhiều hơn. Nên là vì thế á, cái ví dụ là cái trend mà motor này á, có thể nha, đây cũng là một cái lý do để có thể là cái trend motor này có thể phát triển trong thời gian sắp tới, đúng không? Đấy, vì họ mang, vì nó mang một cái ý nghĩa nó tích cực cho cuộc sống, đó là họ muốn ra ngoài, họ muốn bảo vệ sức khỏe. Đấy, còn cái việc mà ROI, việc mà hoàn vốn, việc mà gọi là để mà giống như là khi mà có tiền á, thì cũng chắc chắn sẽ là có một cái gì đó để có thể là kích thích họ thêm, đúng không? Đấy, nên là vì thế chúng ta cùng quan sát thử trong thị trường trong thời gian sắp tới như thế nào. Tại vì đây là cái trend motor này cũng là một trong những, và step end cũng là một trong những con nó mới nổi gần đây, đúng không Tiến? Đấy, nên là vì thế anh em có thể thấy được rằng là chúng ta cùng nhau quan sát thử. Tại vì cái thời gian đây cũng chỉ là nhận định cá nhân thôi nha, chứ không phải là gì hết. Anh em chỉ đây, anh em hãy coi đây là một những nhận định cá nhân của Ryan, hoặc là nhận định cá nhân của Tiến ở đây, đó, chia sẻ góc nhìn cá nhân thôi. Còn anh em có những góc nhìn khác thì anh em có thể chia sẻ với mình luôn, ok anh em nha. Rồi Tiến có thể nói tiếp về cái, mình bây giờ mình lấy một cái con đang thành công nhất trong thị trường hiện tại, đang dẫn đầu trendy là con Step End. Thì Tiến thấy những cái điều gì hay và đặc biệt từ con Step End này mà Tiến có thể là chia sẻ được. Đấy, có thể chia sẻ cho anh em cùng biết, mình dựa trên một cái dự án thành công để phân tích nó, đúng không? Và có cả đó là cả, có cả app rồi, và được rất rất nhiều các bên gọi là ủng hộ về dự án này. À, ok anh, thì cũng như mọi người đã biết thì Step End cũng là một, hầu như là cái trend đấy thì ngay Step End thì ai cũng biết về cái trend motor đó. Thì trước khi đi vào chi tiết về case study của Step End thì anh em đang xem livestream thì có thể là like và chia sẻ video nhé, để mọi người có thể biết đến nhiều hơn. À, với lại cho mình hỏi là hiện tại trên thị trường thì anh em biết những cái app nào, kể cả truyền thống lẫn về crypto, đã có sản phẩm rồi mà đang có cái kiểu là xu hướng về trend như motor, thì anh em thử comment các cái dự án xem, ngoài Step End ra còn những dự án nào nữa, kể cả về truyền thống hoặc là về crypto, để mọi người có thể hình dung ra được là gọi là cái tiềm năng của cái motor này còn nhiều hay không trong thời gian tới. Đúng rồi, thấy bạn có comment calo. Calo rồi, ok. Ngay cả những cái app truyền thống nữa, truyền thống thì anh thấy là có các app như là Strava thì quá nổi tiếng rồi nè, Fitbit nè, hoặc là Playfit nữa. Đây là những cái app gọi là đã có rất nhiều năm ở trên thị trường rồi. Đấy, thì bây giờ chắc mình, bản thân của anh nghĩ là trong thời gian sắp tới á, thì nếu mà họ thấy thị trường này là một thị trường tiềm năng thực sự, thì họ sớm muộn gì những cái bên như vậy họ đã có sản phẩm sẵn rồi, thì họ sẽ vào thôi, đúng không? Đấy. Vâng, ok. Cũng rất là nhiều anh em comment các dự án đã có sản phẩm. Thì ngoài các dự án đã có sản phẩm thì một số dự án cũng đang trong quá trình để phát triển. Thì theo mình, nếu mà sau đợt bùng nổ này mà thị trường nó phát triển nữa thì sẽ có rất nhiều cơ hội để anh em có thể tìm hiểu và lựa chọn. Thế mà có bạn comment là Sweetcoin này, một nền tảng bên Near cũng rất là hot trong thời gian gần đây á. Ok, thì mình có thể chia sẻ về case study của Step End. Thì cũng trước khi chia sẻ thì mình sẽ lấy một cái ví dụ của Step End thôi nhá, chứ không phải là mình khuyên mọi người là đầu tư vào Step End hay gì nhá, tất cả chỉ là quan điểm và nhận định cá nhân thôi. Ok, thì mình có thể xin phép được chia sẻ cái màn hình của Step End này và tại sao nó lại có thể phát triển và nhanh như vậy. Ok. Mà nhớ nha, đây không phải rồi. Đây là chẳng qua là đây là một cái bài gọi là chia sẻ thôi. Anh Ryan đã nhìn thấy màn hình chia sẻ chưa? Ok, đã thấy rồi đó Tiến. Ok. Thì mọi người cũng biết là trang chủ của Step End thì mọi người có thể tìm đến, thì dành cho bạn nào đang xem livestream mà chưa nắm về Step End thì đây là một cái gọi là app mà ứng dụng cả công nghệ vào để giúp mọi người vừa có sức khỏe mà có thể là có thêm cái thu nhập. Thì các bạn, các thông tin về trang chủ thì mọi người có thể tìm được hết. Thì mình chỉ nói những cái đặc điểm gọi là nổi bật của Step End, và cũng như là thì ở đây thì mình thấy là cái về backer của họ thì cũng rất là uy tín rồi, có cả Binance Lab lẫn Solana Venture lẫn cái quỹ Alameda Research thì cực kỳ rất là ok. Và
hôm nay đầu ngày hôm nay á, ngày 16 thì cũng StepN cũng bán 1.000 cái gọi là 1.000 cái NFT sneaker trên cái Binance NFT á, marketplace. Thì anh em nếu mà theo dõi các kênh follow của Bang Bang thì cũng có nắm được thông tin, và nếu mà có vốn thì chúng ta có thể mua, đăng ký mua. Thì mọi người có thể xem hiện tại xem là tỷ lệ chọi đang là bao nhiêu rồi. Mình mở lên luôn để NFT này vào StepN. Okay, mọi người chờ mình chút. Mình... Đó, mình mở cái link StepN lên. Thì bán 1.000 cái NFT nhá, và giá là 0,5 BNB. Trong khi đó cái giá trên thị trường, trên app của StepN, trên điện thoại iOS hoặc Android á, hoặc là trên cái trang marketplace của Solana Magic Eden thì cũng đã list các cái đôi giày này với giá khoảng hơn 1.000 đô trở lên. Mà nếu chúng ta mua được cái giá trên Binance này chỉ có 0,5 BNB, khoảng hơn 200 đô thôi. Nhưng mà chúng ta mua được may mắn ấy, 1.000 người may mắn ấy, thì kiểu gì cũng lãi rồi, ít nhất là x4, x5. Cực kỳ rất là kinh khủng đúng không ạ? Thì đấy là một cái điểm hay của StepN. Cái mình muốn chia sẻ nữa là về nó không chỉ là một app thông thường, bởi vì là đặc biệt là ngành về GameFi chẳng hạn. Về GameFi thì nếu mà anh em để ý thì cái phần về game á, thì họ chủ yếu là phần earn rất là nhiều. Và hiện tại thì game đặc biệt bản quyền truyền thống cũng rất là nhiều anh em chơi đúng không? Chơi thấy một số game rất là ok, nhưng mà sau một thời gian ấy sẽ cái game sẽ bị lạm phát hoặc bị hack chẳng hạn. Thì cái vấn đề hack và cheat ấy là một cái vấn đề mà tất cả dự án game đều quan tâm. Thì StepN cũng rất là nhấn mạnh về cái phần, về cái phần hack và cheat này. Thì họ cũng sử dụng các công nghệ rất là hiện đại để có thể tránh hack và cheat. Thì chia sẻ cho mọi người, nếu mọi người chưa nắm được thì StepN cũng dùng có cái gọi là có công nghệ để chống cái cheat. Ví dụ như là mọi người biết là để chạy bộ á, thì chúng ta cần phải bật cái định vị GPS và cầm cái điện thoại. Thì việc này cho thấy là GPS thì ít nhất phải 3 vạch trở lên thì chúng ta mới earn được cái token GST, là token mà trong game ấy, token thứ hai của StepN, thì chúng ta mới có thể là kiếm được tiền. Thì còn là khi mà 1 vạch mà 2 vạch ấy, thì chúng ta sẽ 1 vạch thì không kiếm được luôn á, còn 2 vạch thì chúng ta sẽ kiếm được ít hơn, gọi là kiếm được ít cái token đó hơn. Thì để có định vị tốt thì chắc chắn là chúng ta phải chạy ngoài trời nó rất là thoáng, chứ không kiểu là chạy trong nhà hay là đi bộ trong nhà được, thì nó sẽ không earn được token. Đó là một cái điểm rất hay của StepN. Ngoài ra thì họ cũng có sử dụng cái hệ thống AI, hệ thống trí tuệ nhân tạo để mô phỏng, tức là chúng ta chạy như nào nó sẽ mô phỏng các cái vector của người chúng ta, tay đi cử động như nào, chân cử động như nào, thì nó sẽ mô phỏng được, nó sẽ phát hiện ra được là có chúng ta đang chạy hay không, hay là chúng ta đi ô tô hay như nào đấy, đúng không ạ? Thì mình nghĩ là những cái điểm khá nổi bật của dự án StepN này. Thì ngoài ra một số anh em cũng nói là thì đợt trước ấy thì hack cheat cũng rất là khó đúng không ạ? Rất là nhiều bên diễn ra. Thì anh em nếu mà còn nhớ khoảng cái đợt mà cái game, cái chen là nó không liên quan đến crypto nhưng mà nó là cái Pokemon Go ấy, mọi người có nhớ không? Anh em đây chắc là cũng biết được cái đấy đúng không? Thì cũng khi mà game cái đấy mới ra thì cũng sau một thời gian thì cũng có rất nhiều bên hack được, là họ sẽ hack cái GPS đấy, để tức là họ chỉ cần ở nhà thôi, họ cũng tìm được đến các cái chỗ của các con Pokemon Go ấy, họ có thể là hoàn thành cái nhiệm vụ, cứ rất là hay. Còn StepN này thì có hai cái điểm đấy là mình thấy nghĩ là khá nổi bật. Còn tương lai mà có thể bị hack hay không hay nào thì chúng ta cần phải xem cái đội ngũ phát triển họ nữa. Cái đấy mình không thể nào chắc chắn được là có bị hack hay không. Ok. Đối với cá nhân của anh á, thì bản thân của anh cũng nghĩ rằng á, thì cái việc mà chống chip các thứ á, ở bên StepN á, thì cũng họ đang làm, đối với cá nhân của anh thì anh thấy là họ đang làm cũng khá là tốt. Nhưng thật sự á, cái này là anh chia sẻ thôi, vì đối với cái bản thân của anh thì anh cũng có những người bạn sẽ rất là giỏi về bên IT, họ cũng đã viết ra được những cái phần mềm, những cái code có thể phá được cái điều này đấy, có thể chip được nha. Nhưng đối với bản thân của anh nếu mà thật sự á, tại vì cái này mình phải hiểu được là dự án thành lập ra, sinh ra để làm cái gì, cái giá trị cốt lõi của mình thật sự là khi mà mình muốn dự án phát triển á, đúng không, thì anh nghĩ rằng mình hãy vận động thật sự thì mình muốn vậy, dự án muốn ai cũng muốn dự án phát triển hết đúng không, đấy thì mình hãy vận động đi, thứ nhất là tốt cho sức khỏe của mình, tại vì nếu mà có chiếc có cốt thì cái điều này phải
đúng là phải chờ bên những đội dev team nòng cốt của họ, những người sản xuất về sản phẩm của này. Nhưng bây giờ họ đang làm khá tốt về cái việc là giết nhầm hơn bỏ sót đó em. Đó, giống như hai người mà chạy cùng nhau một lúc thì họ cũng có thể đâu đó họ đã tính vào là đăng chip rồi đấy. Rồi đấy, nên là vì thế là họ đang gọi là giết nhầm hơn bỏ sót. Đó, đó là anh thấy là vậy. Nhưng hiện tại vẫn anh vẫn biết một số đơn vị, nhưng đó là những người đã rất là giỏi rồi, rất là gọi là cao siêu rồi. Đấy, nhưng để mà người bình thường giống như anh em hoặc là những nhà đầu tư hiện tại để mà họ làm được cái điều đó cực kỳ khó luôn, đúng không? Hoặc là họ phải bỏ một số tiền để mua những cái điều đó, thật sự là họ cũng chưa đủ thời gian để làm đóng gói sản phẩm để bán đâu. Đấy, nhưng đôi lúc sẽ có những cái điều đó xảy ra, nhưng mà chúng ta cùng chờ đợi cái kết quả trong thời gian sắp tới thôi. Đó là cái góc nhìn của bản thân của anh. Ok, mời Tiến nói, có thể chia sẻ tiếp. Ok, cảm ơn cái phần chia sẻ của anh Vũ khá là hay, bởi vì là cái đấy là mình muốn mọi người hiểu chuyên sâu hơn về một step end. Còn ngoài ra thì chắc chắn là cái lợi ích của nó mang lại cũng rất là tuyệt vời rồi, đặc biệt là về mặt sức khỏe. Thì khi mà có sức khỏe thì chúng ta sẽ làm được nhiều việc nó có ích hơn. Ok, thì quay lại cái step end thì mình sẽ muốn phân tích, thì nhiều anh em cũng bảo là nó đã đỉnh đúng không ạ, thì mình có thể trước tiên thì đây cái mút tuần thì khoảng 1,56 tỷ, mà trong khi đó step end đã chiếm khoảng 1,45 tỷ, gần 93%. Nó lít cả cái ngách này cũng như là kéo cái thị trường lên một đoạn ạ, cực kỳ rất là hay. Ngoài ra còn một số con như kiểu Zenopet này, Dogmu, nhiều cái token họ lít ở trên cái coi cái cồ này, cái ngách là mút tuần, thì anh em có thể tham khảo. Thì step end giá tổng cung là 6 tỷ này, và giá thời điểm cao nhất của nó là lên tận 3,09 này, mình nhớ không nhiều là 3,09 đô thì vậy, 3,08 đô vào ngày 1 tháng 4. Thì tại sao nó lại có thể là lên được một cái giá kinh khủng như này? Thì giá họ chỉ EO duy nhất trên cái sàn Binance thôi nhé, giá là 0,01 đô mà lên đến tận 3 đô là ít hơn 300 lần, 3,11 đô đây, ô tham 2 3,11 đô thì ít khoảng hơn 300 lần, cực kỳ rất là kinh khủng. Thì tại sao nó lại có thể là ít được cao như thế này? Thì nó có rất nhiều yếu tố, nhưng trong đó một số yếu tố nổi bật thì mình có thể cùng nhau tìm hiểu. Thì nếu anh em nào mà chưa biết về cái tokenomics thì mọi người có thể lên YouTube Bang Bang nhé. Thì cũng mình có muốn có video phân tích, hoặc là website cũng có một cái bài viết phân tích khá là kỹ về cái đây tokenomics này, thì mọi người có thể đọc và hiểu. Thì nếu mà anh em mà nếu mà bình thường chạy bộ để kiếm có sức khỏe thì ok, không cần quan tâm đến việc earn đúng không ạ? Nếu mà anh em là đã quan tâm việc earn thì mọi người nên tìm hiểu kỹ về cái tokenomics cũng như là nền kinh tế của trong một bất cứ một dự án nào. Thì ở đây step end họ có các phần về private này, Binance Launchpad, team advisor, ecosystem và mua and earn. Thì đây mọi người có thể thấy là họ bán trên Binance vào tháng 3 đúng không ạ? Và họ rely cái mô hình cái gọi là cái token vesting của họ ấy, cực kỳ rất là hay. Mà tại sao giá nó lại có thể băm mạnh như vậy mà không có một cái lượng gọi là cái lượng xả nào ngoài cái sự FOMO cộng đồng ra, thì yếu tố về tokenomics là rất là quan trọng. Đây anh em có thể nhìn thấy là ngay thời điểm ban đầu này thì họ chỉ có Binance Launchpad là EO trên sàn Binance á là 7%, thì họ unlock 100% luôn. Họ cho unlock ok 100% luôn. Thì 7% token được unlock và thêm 3% nữa là của ecosystem và phần Treasure này. Thì ngoài ra đến các tháng tiếp theo này, đến tháng đây là tháng 3 nhé, tháng 4 2022 thì sẽ có thêm 0,6% từ ecosystem. Đó, đến tháng 5 là thêm 0,3 nữa là 3,9 này. Tháng 6 là 4,2, tháng 7 là 4,5 này. Thì đến tận chúng ta thì tận bắt đầu là tháng 8 này, tháng 8 2022 thì mới có phần về mua and earn. Thì cái mua and earn này hiện tại theo mình biết ý, thì là nó đang trả bằng cái token GST chứ không phải là cái token GMT này. Thì chắc là đến phần tận đến tháng 8 thì sẽ có về cơ chế về cái GMT nữa. Đó, họ sẽ lan dần và đến tận tháng 2 đến tháng 2 2023 này thì mới bắt đầu là các cái private sale cũng như là team cũng như là advisor mới bắt đầu được unlock, tức là họ unlock đã 1 năm. Cực kỳ rất là dài luôn. Và trong một năm đấy thì chúng ta có thể là không biết là nếu mà các em anh em mà chạy bộ thời gian đầu đến giờ ấy, thì chắc chắn là đã hủy vốn và có thể là có lãi rồi. Thì theo mình biết cũng đọc các thông tin thì khoảng một tháng là anh em sẽ chạy bộ là ok, đã hoàn vốn.
được đôi giày khoảng hơn 1.000 đô. Nhanh nhanh là vào sớm thì còn có lãi nhiều nữa. Ừ. Đó là cái hay. Tức là có hai yếu tố ở đây để Stepn có thể là x cao như vậy. Yếu tố đầu tiên là về cộng đồng nữa. Nó là một cái trend rất là mới và rất là dễ dàng tiếp xúc với, gọi là thu hút viral với cái tệp khách hàng của ngoài thị trường. Thứ hai là về cái phần tokenomics của họ thiết kế cũng rất là hay. Và cái lượng xả cực kỳ, mấy tháng ở đây là không có luôn. Không có lượng xả bởi vì là rất là ít. Họ rely rất ít, đến tận tháng 2023 thì mới bắt đầu là có token private được trả. Ok, đó là cái phần case study của bên Stepn này. Mình nghĩ rất là hay, thế là muốn chia sẻ cho anh em. Được, ok, cảm ơn Tiến rất nhiều luôn nha. Tại vì cái phần chia sẻ của Tiến á, thì anh em có thể thấy được rồi, rất là chi tiết rồi đúng không anh em? Còn anh em nào muốn tìm hiểu kỹ hơn nữa, mình tin chắc rằng là anh em đã đọc qua dự án rồi, và trong quá trình đọc và có rất nhiều thông tin ở trên thị trường, rất nhiều bên đã làm về phân tích về con Stepn rất là nhiều rồi, đúng không? Và nhưng mà ở trên này anh em có thể thấy được rằng đây là một, cũng có thể là đây là cũng là một cái hôm bữa bản thân của Ryan cũng đã đi một sự kiện và được chia sẻ được rằng anh em có thể có một cái tip nhỏ để có thể giúp anh em, giống như là trước đây là cái trend GameFi đúng không em, bây giờ tới một cái trend mới là trend Motuan đấy, thì có một cái tip nhỏ để có thể là giúp anh em có thể phát hiện được cái trend này là cái gì, anh em có thể đón đầu được cái trend luôn, anh em xác định được cái trend luôn. Nhưng mà cái tip này không phải đúng hoàn toàn 100% nha, nhưng đây cũng là một cái tip để giúp anh em xác định được cái trend trong thời gian sắp tới là gì. Thì anh em muốn biết một cái tip nhỏ này không anh em? Anh em có thể comment xuống là số 2 đi, comment xuống số 2 đi, thì mình có thể chia sẻ về cái điều này với anh em. Về một cái mô tip, đây là một cái tip nhỏ thôi, một cái mẹo rất nhỏ và ai cũng có thể là đoán được. Ok, ok anh em nha, anh em comment số 2 xuống nha, rồi xong mình sẽ chia sẻ một cái tip nhỏ này để anh em có thể biết được là cái trend, đoán thôi, nhận định được trong cái trend trong thời gian sắp tới là gì nha anh em nha. Ok, anh em comment số 2 đi, anh em comment số 2 nha, mình sẽ hướng dẫn anh em. Ở đây á, một cái tip rất là nhỏ và thực sự rất là đơn giản thôi, quan trọng nhất là anh em chú ý một chút. Thì giống như trước đây á, anh em có thể thấy Axie Infinity không? Để mà anh em có công nhận với Ryan một điều á, là CZ nè với lại Binance nè là một trong những cái ông lớn có thể đang dẫn đầu về cái trend này đúng không? Chỉ cần một cái cú tweet hay là một bài tweet thôi, hoặc là một cái comment ở đâu đó thôi cũng có thể trở thành trend mà đúng không anh em? Đấy, vừa rồi anh em có thể thấy được rằng là CZ tweet một cái là music cộng crypto thôi, thì mọi người đã nghĩ rằng cái trend sắp tới sẽ là trend gì ạ? Music tour đúng không? Có rất nhiều anh gọi là music tour đúng không em? Đấy, nhưng hoặc là trước đây cũng vậy, cũng là một cái tay cầm đó, gần trước khi mà tweet về cái music tour đó, thì đây là một cái tay cầm cộng thêm gì ạ? Cộng thêm là cái đồng tiền đúng không? Thì tu ra là anh em luôn nhìn nhận đó là sẽ là sắp tới sẽ là trend GameFi sẽ quay trở lại đúng không em? Đấy, thì anh em hãy để ở trên cái lang bát của Binance á, đúng không em? Trong thời gian mà GameFi trong giống như là trước đây đã list Axie Infinity lên đó, thì giống như là khi mà qua một cái trend mới anh em hãy nhìn nhận nha, Binance sẽ có một khoảng thời gian GameFi sẽ list những cái đồng token ở trong những cái game liên tục lên được list lên Binance đúng không em? Nhưng tự nhiên có một ngày nọ gần đây thì Binance bắt đầu là list một cái con tên là Stepn lên, GMT lên đúng không em? Đấy, và khi anh em list lên GMT rồi thì anh em phát hiện điều gì ạ? Thì đây là có thể là anh em phải nhìn nhận đây là một trend mới thật sự. Đây là một cái trend mới thật sự, vì đây là cái mà anh em, cái này không phải là chắc chắn nha, nhưng anh em phải phụ thuộc vào nhiều yếu tố nữa, thì anh em phải coi thử đây là phải đọc về dự án nè, xem thử dự án này có tiếp cận được rất nhiều người mới được hay không. Vì cái thị trường này anh em có thể thấy được rằng luôn luôn cần có những người mới vào, thì cái thị trường này mới càng ngày càng nở ra được thì vốn hóa nó càng ngày càng to được đúng không anh em? Đấy, thị trường nào cũng vậy thôi, cũng vẫn luôn luôn phải có người mới vào, thì giống như sẽ có những người luôn luôn tạo ra cuộc chơi, luôn luôn tạo ra những cái trend. Thì CZ nè, cũng có như Binance nè, đó là một cái nơi anh em có thể tìm hiểu đúng không? Giống như nên là sau này ví dụ anh em hãy để những cái lang bát ở trên sàn và ở trên Binance, thì anh em có thể coi thử rằng và anh em có thể nhận định được rằng là xem thử có phải là trend trong thời gian sắp tới hay không. Đây là một tip nhỏ nha, chứ không phải là đúng hết hoàn toàn 100% đâu. Đấy, nên là vì thế và bản thân của Ryan nghĩ thấy á, Ryan biết được rằng có rất nhiều anh em đã mua được cái con này, thậm chí là chúng được mua được lang bát của Binance luôn, của con Stepn này luôn, nhưng thông thường á sẽ xả hết trơn, tại vì unlock 100% mà bán cái là lãi rồi. Nhưng những người như vậy á, những anh em như vậy á, những anh em mà vũ bản thân của Ryan biết á, đều phải mua lại
đều phải nhìn nhận lại tại sao hồi đó là vì họ sợ bị mất một cơ hội khác như Asset Infinity, thì họ đã mua lại, anh những anh em Vũ đã mua lại con Step N này với một mức giá cao hơn mức giá họ bán. Nhưng thực sự đó là một quyết định hoàn toàn đúng đắn tới thời điểm hiện tại, đúng không anh em? Đấy, nên đây là một cái tip nhỏ thôi và Vũ muốn chia sẻ đối với anh em có thể xem thử, theo dõi đâu, có thể anh em chưa mua lắm, không có gọi là stake giữ hold BNB để có thể tham gia được cái lambda đó, hoặc là stake BNB để tham gia được cái lambda của Binance, nhưng anh em hãy theo dõi và đọc những cái dự án ở trên Binance Lab, ở trên Binance á, Binance lambda á, thì anh em có thể nhìn nhận được, xem thử chơi sắp tới là gì, có thể lắm anh em nha. Cái này là một cái tip thật sự đã chứng minh qua GameFi nè, là Asset Infinity nè, cộng thêm bây giờ là Step N nữa, nên là nếu mà sau này có một cái trend nào khác nữa thì anh em hãy để ý, cũng có thể đây là một tip anh em nha. Ok anh em, đây là phần chia sẻ của Vũ về một cái tip nhỏ thôi. Ok Tiến có thể chia sẻ tiếp về những gì mà Tiến muốn chia sẻ trong ngày hôm nay. Ok, cảm ơn anh Brian rất là nhiều. Thì phần chia sẻ của anh Brian rất hay á, cũng là cái tip để chúng ta có thể là tìm hiểu và biết được cái trend tương lai sắp tới như thế nào. Thì hầu như là thị trường có người vào người ra, lúc lên lúc xuống. Thì nhưng mà bắt buộc là mọi người có thể để ý là trong từng năm ấy, nó sẽ có một cái trend để đấy nhất định nổi lên để có thể là hồi phục lại thị trường, cũng rất là hay. Thì để điều đấy xảy ra được thì chúng ta bắt buộc phải follow những gọi là những builder cực kỳ lớn của thị trường, như kiểu CZ Binance này, Sam của FTX, rồi Dogon của Terra Luna đó, cũng rất là nhiều KOL, rất là nhiều builder to trong thị trường. Ok, thì không biết là trong phần chia sẻ đấy thì mọi người có gì còn thắc mắc không nhỉ? Nếu không thì chúng ta có thể đi tiếp phần tiếp theo anh Vũ ạ. Ok, không biết có anh em nào có câu hỏi gì đặt ở đây cho Ryan cũng coi như là tiếng admin ở đây không ta? Anh em có câu hỏi anh em cùng nhau trao đổi nha. Đúng rồi, có một lần Lazio cũng lead trend của về token câu lạc bộ đúng không em? Đấy. Token bóng đá đó. Ok anh em. Để mình cái gì nào. ok anh em. Rồi, nếu mà tại vì cái phần tiếp theo này á là cái phần liên quan đến những cái dự án. Ví dụ là anh em có thể thấy được rằng á, nếu mà anh em nhìn vào vốn hóa market cap của Step N thì anh em cũng thấy là nó đang cũng khá là gọi là nếu mà vốn hóa cũng khá là cao rồi, đúng không anh em ạ? Đúng không Tiến, nó chiếm tới 93% cả tổng market cap của cái ngắt motor này. Thì Tiến ơi, Tiến có những cái câu ngoài những dự án này ra thì Tiến có biết được những dự án nào khác ngoài Step N không? Nhưng vốn hóa của nó có thể là anh em có thể là những cái dự án đó, ví dụ có những điều gì đặc biệt nè, và tại sao mà có thể là chúng ta có thể nên để ý vào những dự án đó, ví dụ Tiến có thể liệt kê ra một vài dự án không Tiến ha? Ok anh, thì cũng nên mình vừa phần chia sẻ đó, cái ngách về motor nên thì mọi người có thể lên coi cái cổ nhé, cho anh em nào chưa biết luôn thì chắc là anh em đây nếu mà follow nhiều anh em biết mình coi mấy cái cáp hoặc coi cái cổ ấy, thì mình hay dùng coi cái cổ hơn. Thì mọi người vào phần cryptocurrency này, mọi người vào phần ngách này, các cái ngách này. Thì đây mọi người có thể thấy rất là nhiều ngách về các cái sinh thái của layer 1, rồi rất là nhiều các ecosystem khác nữa. Thì mọi người có thể search nhé, Ctrl F để search cái về Mutual chẳng hạn, thì sẽ ra được cái Mutual, hoặc là GameFi mọi người có thể search. Đó, thì mọi người sẽ click vào cái Mutual này thì xem các token tổng vốn hóa là bao nhiêu. Lúc nãy là bây giờ 1,57 này, 1,5 tỷ này. Step N là 1,4 tỷ, chiếm hơn 90% của cả cái ngách này luôn rồi. Thì ngoài ra còn những cái dự án khác nữa như kiểu Xenopet này, hiện tại có 48 triệu đô này. GST là token của Step N thôi. DOS này thì là 17 triệu đô này. Đó, DOPMU là 16 triệu đô. Thì các dự án thì mọi người có thể xem các dự án đây, đọc kỹ chi tiết nhé. Thì mình chỉ chia sẻ qua nó làm cái gì thôi. Như ví dụ như Xenopet chẳng hạn, Xenopet thì đúng tên gọi của nó là nó có pet, nó có các con thú á. Thì cái điểm đặc biệt của cái dự án Xenopet này là chúng ta gọi là free to play luôn. Tức là ví dụ như Step N này chúng ta muốn chơi ấy, thì chắc bắt buộc chúng ta phải có giày, chúng ta phải mua một đôi giày, dùng token son để mua giày để chơi. Còn Xenopet này chúng ta chơi free được nhá. Chúng ta sẽ được khi bắt đầu chúng ta sẽ được tặng một con pet, thì chúng ta gọi là phát triển nó, tập thể dục rồi các thứ á, để phát triển khi mà đến một cái mức độ nhất định đấy
chúng ta bắt đầu earn được và chúng ta có thể bắt đầu free được, khác biệt với Stellar như vậy. Còn con Dot này thì nó có như kiểu là cả một cái hệ ba cái game, ba cái gọi là cái trò khác nhau, trò chơi khác nhau ạ, như là mình nhớ không nhầm thì là có về chạy bộ này, có về đi xe đạp, đạp xe đạp nè, đạp cũng có thể kiếm được. Thì hy vọng là trong thời gian tới thì cái dự án này sẽ được chú ý nhiều hơn, vì đặc biệt là nó cũng chưa ra mắt sản phẩm, nên là thời gian tới thì khi ra mắt sản phẩm thì chúng ta sẽ cần phải follow sát nữa. Tiếp là cái Rocksmu này thì cũng khá là hay. Đây là một cái nền tảng mà thách đấu, thể thao thách đấu, tức là chúng ta hoàn toàn có thể sử dụng một cái máy ảnh hoặc là một chiếc điện thoại smartphone thôi. Chúng ta có thể là thách đấu với rất nhiều người trên thế giới được khi mà cùng sử dụng cái app của cái dự án này. Thì anh em tìm hiểu thì biết là cái dự án này cũng rất là hay, có cả về nhảy cũng như là về bóng đá, là các cái bộ môn thể thao á, cũng rất là hay. Thì có hai cái đại sứ thương hiệu rất là lớn trong cái ngành, trong cái dự án này, đặc biệt trong bóng đá là cái huyền thoại của Luis Figo á, Luis Figo của Real thì vậy, và một cầu thủ của Bồ Đào Nha nữa là cầu thủ Ricardo Quaresma, có một cái siêu phẩm Chivilla cực kỳ rất là đẹp. Nếu anh em nào đam mê bóng đá thì sẽ biết được hai cái cầu thủ này, thì cũng là đại sứ thương hiệu của dự án này. Ok, thì là các dự án đấy, thì một số dãy bên dưới nữa mọi người cũng có thể có thể tìm hiểu. Thì nếu mà để mà tìm hiểu và kỹ về các dự án ấy thì bắt buộc anh em phải tự research rất là nhiều, hoặc là có thể lên YouTube của Bên Gaming xem một số mẫu để cách biết được cái cách research. Ok, thì đó là cái phần chia sẻ của mình về các dự án trong cái ngách này nhé. Ok, cảm ơn Tiến rất là nhiều. Và nếu như anh không biết anh em có đồng ý không, là sắp tới anh em cũng như Ryan với lại Tiến ở đây sẽ làm những cái video phân tích thật kỹ cho từng cái dự án motor luôn, sẽ làm ra một cái chuỗi series với anh em luôn. Và không biết anh em có đồng ý về cái điều này không, nên là nhưng từ đây về sau á, Ryan cũng coi như Tiến và những anh em bên gaming á sẽ làm những phân tích những dự án chi tiết từng dự án luôn và đánh giá từng dự án luôn. Và nếu như anh em mà đồng ý á, thì và giống như Ryan cũng như Tiến và những anh em bên gaming nào là có thể viết bài nè cho những anh em muốn đọc, làm video cho anh em muốn xem video, hoặc là làm những bài viết đánh giá sâu sắc hơn nữa để có thể anh em có thể cùng nhau đọc và cùng nhau xem video luôn, để phân tích từng kỹ từng dạng luôn. Và đây là giống như là đây là cái mà Bên Gaming muốn hướng tới với anh em, đó là cái sự gọi là trao được những cái giá trị thực tế. Tại vì cái mà anh em ở khi mà anh em ở lại thị trường này, cái mà anh em được nhất bản thân của Ryan thấy được đã, khi mà anh em đã có kiến thức rồi, đã biết cách research rồi, đã và anh em đã biết được là mình đã có trong thị trường trong một khoảng thời gian rồi đó, thì cái mà anh em có kiến thức thì Ryan tin chắc rằng là cái việc mà anh em kiếm được tiền hoặc là anh em có tạo được một cái nguồn thu nhập hoặc là những khoản đầu tư nó tốt, thật sự là nó rất là đơn giản luôn khi mà anh em có tiền, khi anh em có kiến thức chứ, đúng không anh em? Đấy, không phải đợi anh em phải có nhiều tiền anh em mới đầu tư đâu. Bản thân Ryan đã, trước đây Ryan cũng đã từng nghĩ rằng phải có rất nhiều tiền anh em mới có thể bắt đầu đầu tư được. Nhưng thông thường trong thị trường này có câu là gì ạ? Người có tiền sẽ tiền của người có tiền sẽ vào thị trường này, sẽ đi tiền của những người có tiền sẽ đi vào túi của những người có kiến thức. Đó, anh em nha, nên là vì thế cái kiến thức là cái mà sẽ đi với anh em rất là lâu dài, nên Baby Gaming sẽ mong muốn tạo ra những cái điều đó. Và khi anh em xem video nè, hoặc là xem những cái bài đánh giá của Baby Gaming á, thì anh em hãy xem thử là cách mà những như Ryan phân tích nè, hoặc là Tiến phân tích nè, anh em có thể là từ những cái bài phân tích như vậy á, Ryan rất muốn rằng anh em hãy học được cái cách phân tích dự án và đánh giá được dự án, dành và nhận định cá nhân riêng của dự án của anh em, thì lúc đó thì anh em mới đi được một khoảng đường rất là xa. Vì thị trường này đối với bản thân của anh thật sự rất tiềm năng luôn, đúng không anh em? Đấy, nên là thị trường đó rất nhiều tiền, quan trọng là anh em biết lấy tiền đao tiền về hay không thôi, đúng không anh em? Đấy, đồng ý không ạ? Đó là cái mà Bên Gaming luôn hướng tới về cái sự giáo dục, về cái sự mong rằng cái sự trao đi á, cái sự trao đi kiến thức, vì Bên Gaming biết rằng á, về những cái điều này mới là cái mà ở lại với em rất là lâu, đúng không em? Ok Tiến. Ok anh. Yeah, nếu đó là một số, cảm ơn Tiến. Nếu như là anh em Ok Tiến nói đi. Ok, mời anh nói. Em cũng không nói gì đâu, anh nói đi. Ok. Có vẻ là mạng nó giống như là cái
cái mạng đường truyền của chúng ta có vẻ là chưa khớp nhau lắm hay sao á. Nhưng mà không sao, những cái mà đây là những cái dự án, thật sự những dự án hồi nãy mà Tiến có thể chia sẻ đó là một trong số các dự án mà team cũng đã research cũng như là viết bài rồi. Anh em nào có thể lên trang web của BMG Minh á, cũng có thể đọc những bài viết và những ý kiến tổng hợp xoay quanh những cái dự án. Và anh em nhớ đây là dự án tham khảo thôi, tại vì không phải là một lời khuyên đầu tư nào đâu nha anh em nha. Đấy, đây là cũng là nhận định cá nhân thôi anh em nha, anh em phải đừng, chứ chưa phải là một cái bài, một cái kêu anh em vào mua đâu, anh em hãy nhớ điều đó nha. Đấy, ok. Vậy thì hồi nãy giờ khi mà anh em mình chia sẻ rồi thì cái nhận định bây giờ cái nhận định đi, bây giờ tới nhận định cá nhân đi. Hồi nãy giờ mình đi qua hết 3 phần rồi. Đấy, một là bây giờ tới cái phần này là phần thứ tư rồi, trước khi mà chúng ta quay thưởng anh em, thì đây là cái phần thứ tư là phần nhận định cá nhân của Tiến. Không biết là Tiến có nhận định cá nhân gì về cái trend motor này trong thời gian sắp tới. Đó là nhận định cá nhân của Tiến nha. Ok, cảm ơn anh Brian. Thì cũng theo cũng như anh em ở đây thôi, mọi người cũng nên là follow sát thị trường thì cũng biết được các cái trend cũng như là có cái nhận định về cái trend motor này. Thì theo quan điểm cá nhân của mình nhé, chứ cũng là một cái nhận định cá nhân thôi, thì chắc chắn là nếu mà thời gian tới thị trường bùng nổ lại thì cái trend motor này sẽ có hai lý do để nó có thể hứng dòng tiền được. Đầu tiên như lúc mình cũng vừa chia sẻ, đầu tiên là nó cũng rất là thiết thực, rất là kiểu là nó đi vào thực tế luôn á, nó không gọi là có cái gì gọi là ẩn sau trong đấy đâu, rất là thiết thực luôn. Là cái thứ hai là càng về sau thì có nhiều dự án mới ra hơn, thì những dự án sau này nó hiện tại thì mình thấy là cũng chưa có nhiều cái dự án gọi là có cái gọi là hoàn thiện cái sản phẩm. Thì sau thời gian tới thì khi mà các dự án mà hoàn thiện cái sản phẩm ấy thì mình nghĩ là nó sẽ ok hơn rất là nhiều. Thì có thể là thị trường nó hồi lại thì trend này sẽ là hứng cái dòng tiền đầu tiên. Ok, cảm ơn anh Brian nhé. Không biết là anh Brian có cái góc nhìn cá nhân như nào về cái trend này nhỉ? Đối với bản thân của Brian á, thì Brian nghĩ rằng á, đây là một cái, có thể là đây là nhận định cá nhân nha. Đây có 5 cái, thật sự bản thân của Brian để mà được có khoảng 5 cái yếu tố để có thể giúp cái trend motor này có thể bùng nổ trong thời gian sắp tới nha. Thứ nhất là anh em có thể để ý được rằng những cái nhà đầu tư á, những cái nguồn, cái dòng tiền á, họ đang đầu tư vào những dự án như Step End hay là Zenobet nè, hoặc là Dow nè. Những dự án này đã đang được dựng những cái khoản đầu tư rất là lớn vào cái dòng tiền của họ đang đầu tư vào những dự án này rất là lớn rồi. Đó là cái lý do thứ nhất. Cái lý do thứ hai á, thì hồi nãy trong cái quá trình mà anh em mình livestream á, thì anh cũng có chia sẻ đây là một cái mang một cái ý nghĩa rất là tích cực, giúp cho con người ta sống tích cực hơn. Vì về cái việc khi anh em có thể thấy rằng á, trong mỗi ngày làm việc á, nếu mà anh em nào làm thể hay chơi thể thao á, anh em sẽ cảm nhận điều này cực kỳ rõ luôn. Cái việc mà chúng ta làm việc cả ngày, nhưng ví dụ khi mà bạn thân Ryan thích đá banh nè, thì Ryan có thể đi ra ngoài đá banh, thì khi mà đá banh về tinh thần cực kỳ sảng khoái luôn. Và nó có một cái nó giống như là nó kích thích cái gọi là cái hormone gọi là suy nghĩ mình, bộ não của mình nó lên, nó rất hưng phấn. Đấy, nó rất là thoải mái để chúng ta có thể tiếp tục công việc tiếp theo. Mặc dù có thể đi làm về có thể hơi oải một chút, nhưng khi mà ra tới cái sân banh, hoặc là anh em chơi được những cái bộ môn mà anh em thích á, thì giống như là đã kích thích được cái anh em thấy hưng phấn hơn rất nhiều, gần như gọi là mệt mỏi lo toan cũng gần như không có luôn. Đó thì nó có hai cái, thứ hai là yếu tố về tích cực đó, giúp cho con người ta sống tích cực hơn. Cái thứ ba nữa, anh em có thể thấy được rằng á, mấy cái trend motor này nè, anh em có thấy không? Không như GameFi nha, ví dụ GameFi á thì có thể là copy nhau cực kỳ nhanh luôn. Nhưng motor này á là thông thường á sẽ là phải những dự án ở trong motor rất là ít, đúng không anh em? Đấy, nên là vì thế á, cái việc mà phải để mà phát triển được một trend motor này á, thì họ phải có những cái sản phẩm, đã có những sản phẩm từ trước rồi và đã được chứng minh từ trước rồi. Thì vì để xây dựng được một cái app ở ngoài truyền thống kia, họ cũng đã mất thời gian để nghiên cứu rất là nhiều rồi, đúng không anh em? Đó, và khi mà nghiên cứu rất là nhiều như vậy á, mới ra được cái cơ sở hạ tầng, phải suy nghĩ được những cái sản phẩm ra như vậy. Thì để mà, nên là vì thế những cái sản phẩm mà ở ngoài thị trường truyền thống á mà đã thành công á, để áp blockchain vào á, thì đó là cả một cái quá trình luôn, vì nó liên quan đến GPS nữa, đúng không? Rồi xong rồi chuyển động cơ thể vận chuyển như thế nào, vận động như thế nào đấy, và còn tích hợp ở được ở trên cả đồng hồ nữa, tích hợp trên điện thoại nữa, tính từng bước chân, nhịp điệu bước chân như thế nào, rất nhiều cái để có thể là áp dụng vào, để có thể là giúp anh em có thể là chơi được và kiếm earn ra tiền. Họ đã tính toán cũng khá là kỹ rồi, và những dạng này thông thường là thành công ở trong thị trường truyền thống rồi mới vào đây. Cái thứ tư nữa, bản thân của anh nghĩ nha,
đây là giống như khi mà chúng ta motor á, thì giống như khi mà chúng ta chơi vận vận động để có thể kiếm ra tiền á, thì đây là những cái hoạt động hàng ngày rồi, nó chúng ta không cần phải học nữa. Giống như khi mà anh em chơi game thì anh em phải tốn thời gian, anh em phải học đúng không, à, anh em phải ngồi vô máy tính nè, anh em học cách chơi game nè, hoặc là anh em phải học cách chơi, cách để mà chơi trên điện thoại ra sao, cách sử dụng ví như thế nào. Nhưng thực sự cái motor này là nó chỉ là mô phỏng lại những cái hoạt động hàng ngày của em thôi. Ví dụ anh em chạy bộ, anh em đi bộ, hoặc là anh em tập thể dục thể thao, đạp xe đạp. Nhưng đây là những cái mà anh em đã có sẵn rồi, bây giờ chỉ cần là, nhưng mà ngoài cái việc đó ra anh em vẫn có thể là kiếm được tiền nữa, thì mình không cần phải, không phải tốn thời gian để anh em học nữa đúng không. Đấy, và đó là bốn cái lý do. Còn cái lý do thứ năm là gì nhỉ? Anh Tiến có đồng ý với anh không là đây cũng là một cái có thể giúp nhiều người nhà đầu tư riêng lẻ có thể là đầu tư vào được, vì có thể hiện tại chưa có tính năng thuê thôi, nhưng sau này nếu mà có tính năng thuê rồi tin chắc rằng sẽ có rất 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 nhiều người có thể là muốn tham gia cái hoạt động motor này. Vì khi mà anh đi đến một số sự kiện, anh tham gia một số sự kiện á, anh thấy có rất nhiều người là dân chạy bộ, rất nhiều người thích chạy bộ, nhưng cái việc đầu tư vào khoảng hai mấy ba mấy triệu từ ban đầu như CoStepN hiện tại thì gần như là họ có rất nhiều người không phải ai cũng có điều kiện hết đấy. Nhưng khi mà thuê, có tính năng thuê dài rồi á, ở trên StepN nữa, thì anh nghĩ rằng sẽ thời gian tới á, thì đây là một cái có thể là bùng nổ trong thời gian sắp tới. Và có rất rất nhiều người, khi mà anh em ra ngoài đường mà anh em thấy ai đi chạy bộ á, mà cũng cầm trên tay cái điện thoại á, thì lúc đó anh em có thể xác định được là họ đang chơi StepN chẳng hạn, hoặc là chơi một ứng dụng nào khác đấy. Đó là cái năm lý do mà anh nghĩ đó là cái năm lý do mà giúp cho cái trend motor có thể thành công trong thời gian sắp tới. Ok, ok, đó là nhận định cá nhân của Brian nha, nha. Ok, cảm ơn phần chia sẻ của anh rất nhiều ấy, kiểu là những góc nhìn và những góc nhìn rất là thực tế. Ok, cảm ơn anh. Thì là chúng ta sẽ chuyển qua phần tiếp theo nhé. Thì trước khi qua phần quay thưởng, thì quay thưởng có gì mình nghĩ chắc chắn là cực kỳ hấp dẫn, thì mình đã chuẩn bị rất kỹ rồi. Nhưng mà trước khi qua phần quay thưởng thì chúng ta sẽ đến với phần 100 đô chứ nhé, 100 đô trên livestream luôn. Thì mình cũng công bố cái thể lệ luôn nhé. Phần quay thưởng 100 đô để thì dành cho bốn bạn, thì mỗi bạn sẽ là 25 đô. Thì 25 đô mỗi bạn sẽ làm 25 đô này, thì sẽ là cái phần từ đầu chia sẻ đến giờ. Thì anh Brian và mình sẽ đọc các cái câu hỏi và mọi người sẽ trả lời vào cái ô chat ở trên trên YouTube luôn. Thì bạn nào trả lời nhanh và chính xác nhất, đúng cả chính xác nhé, phải đúng chính xác, thì sẽ là nhận được cái phần quà của từ Bang Bang Gaming, là mỗi người đúng sẽ là được 25 đô. Thì có 4 câu hỏi nhé. Thì cú pháp mà mọi người trả lời sẽ là cái A còng cái username Telegram của mọi người cộng với đáp án. Thì mọi người nhớ nhá. Anh em chuẩn bị cái user Telegram của anh em trước đi. Thì user Telegram nhá. Telegram. Ok anh em nhá. Rồi câu hỏi đầu tiên, là Tiến hỏi trước hay là anh hỏi trước? Thì anh hỏi trước nhá, em sẽ ghim câu trả lời, câu hỏi lên. Một câu hỏi okay. Thì rất là dễ thôi. Thì để cho những bạn nào mà có thể là chăm chỉ xem livestream cũng như là có thể học được các kiến thức thì chúng ta có thể biết được. Thì em sẽ paste câu hỏi lên nhé. Ok, em ok, bây giờ Tiến ghim câu hỏi. Ghim lên rồi xong anh sẽ đọc nha. Ok, tổng, anh đọc đi ạ. Ok, tổng cung của StepN là bao nhiêu? Ok, anh em nha, nhớ cú pháp là user Telegram của anh em cộng với câu trả lời nha. Ai mà có câu trả lời chính xác và nhanh nhất sẽ là người chiến thắng ở trong cái câu hỏi đầu tiên. Những cái thật rất 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 là dễ đúng không anh em? Cực kỳ rất là dễ luôn, rất đơn giản, rất nhiều các bạn đã trả lời rất nhanh. Ok, thì anh thấy ngay câu trả lời đầu tiên là thấy có chính xác rồi nè. Ồ, em cũng thấy câu trả lời đầu tiên này, thì cũng nhờ anh Vũ là xem là bạn nào trả lời nhanh nhất nhé. Hình như là bạn đúng không? Nếu anh nhớ không nhầm là có bạn có user đây là mạnhboy 2006 là 6 tỷ nè. Mọi người là 6 tỷ đúng không Tiến? Đúng rồi, em thấy là bạn mạnh ABCXYZ là bạn có câu trả lời nhanh và chính xác nhất. 6 tỷ token. Okay. Ok, chúc mừng mạnh. Chúc mừng bạn mạnh nha. Thì các bạn okay. Phía sau cũng rất là nhanh nhưng mà hơi chậm thôi bạn. Ok. Thì câu hỏi thứ hai này xem tiếp nhé, đọc và pin lên luôn. Ok Tiến. Ok. Chúng ta sẽ qua phần này. Với lại anh em đang xem livestream á, anh em nào mà chưa like, anh em có thể like một
một like nha, ok anh em nha, một like cho bên mình của mình anh em nha. Ok, cảm ơn mọi người rất nhiều. Câu hỏi thứ hai nhá, sẽ là market cap của Gen Motor hiện tại khoảng bao nhiêu? Ok anh em nhanh nha, câu hỏi rất đơn giản thôi, anh em là chú ý thì sẽ biết. Ok, thấy anh em trả lời. Ok, rất nhiều đáp án, 1,5 tỷ, 2,5 tỷ, 1,5 tỷ, 1,4 tỷ, 2 tỷ, 5 2 tỷ. Okay. Hình như có câu trả lời đó nha. Em thấy bạn trả lời cũng rất là nhanh luôn. Thì như nãy mình anh Brian và mình chia sẻ thì cap hiện tại khoảng 1,5 tỷ nhá. Và riêng Geno à riêng Stepan đã là chiếm 93% rồi, khoảng hơn 4 tỷ. Rất kinh khủng. Thì mình thấy có bạn Daniel à, còng này. Đúng không anh Vũ? 1,5 tỷ ngày đầu tiên. Đúng rồi, anh thấy bạn đó là nhanh nhất giờ đêm. Rất là nhanh luôn. Okay. Ok. Đến qua câu hỏi thứ 3. Câu hỏi thứ 3 thì em sẽ paste lên để anh Vũ đọc nhá. Ok ok. Ok, ta sẽ quay nhanh phần này okay. Để còn trao thưởng cho mọi người. Đã có hai bạn đã giành được mỗi người 25 đô. Chúc mừng mọi người nha. Ok, dự án nào có đại sứ thương hiệu là cầu thủ bóng đá Luis Figo? Sao em có biết câu trả lời luôn à? Ok, cái này mình có hơi lỗi kỹ thuật tí để mọi người để ý, mọi người sẽ tập trung hơn. Ok nha. Mình sẽ copy câu hỏi tiếp theo nha. Ok ok, này. Vậy thì câu hỏi số 3 đi. Câu số 3 nha. Nhờ anh Vũ đọc cho em ạ. Ok. Dự án nào trên hệ sinh thái Solana của Ngách Motor cho bắt đầu chơi free? Ok, này okay, đây là câu hỏi số 3 mình vừa chia sẻ trong livestream luôn để mọi người có thể để ý. Ok nha, anh em nha, bây giờ trả lời này bắt đầu nè. User Telegram của anh em cộng với câu trả lời nha. Wow, mình đã thấy các bạn trả lời rất là nhanh. DOS, DOSMU, Zenopet, Zene. Phải chính xác nhá. Ok, mọi người cứ trả lời đi. Wow, Luna. Luna là dự án gì ta? Mình cũng chưa biết. Olivic. Olivic. Cái của bên DOS. Có chưa tiền? Em thấy có bạn trả lời đây. À, lại một cái tên rất là quen thuộc. Thấy bạn Linh Giang đúng không? Anh thấy có Linh Giang đúng không? Zenopet. Đúng rồi. Mình đang hỏi là tên dự án nha, chứ không phải là tên của đồng token anh em nha, tên dự án nó khác tên đồng token anh em nha. Ok. Ok. Nhanh và chính xác. Đấy, chúng mình Linh Giang. Thì còn một câu hỏi okay, cuối cùng thì anh biết không biết anh Vũ có câu hỏi nào không để dành đến mọi người. Ok, vậy anh nhắn đi cho em nha. Ok anh. Bây giờ đang suy nghĩ câu hỏi đây, nhưng Tiến làm phải soạn câu hỏi lại từ đầu. Người ta. Để cho nó hấp dẫn anh ạ. Anh ơi nhận định sao được okay. Bay Inu à? Anh nhắn cho Tiến à? Ok anh, nhắn private cho em được. Hỏi ai đẹp trai nhất DAD? Thế thì không ai dám tranh chiếc đẹp trai của Hot TikToker Brian. Ok. Ok anh có câu hỏi tiếng này. Ok ok. Có là anh nhắn cho mình private chat. Ok ok, một câu hỏi rất là hay. Ok nha. Anh em ơi, anh em sẵn sàng nha. Anh em đang xem lại. Anh em đang xem like, nhớ like cho Baby Kim Minh xin một like nhá. Mình nghĩ là phần này rất hay bởi vì là khi mà các bạn theo dõi thì các bạn cũng có thêm một số kiến thức và cũng lại gọi là tổng hợp lại kiến thức cho mọi người luôn. Thì mình nghĩ đây là một cái cách khá là hay. Các em có câu hỏi và em đã pin lên nha, nhờ anh Vũ đọc em. Ok. Một cái tip để mà có thể bắt trend trong thị trường sắp tới là gì? Ok anh em nha, cái này mình cũng chia sẻ là đây là tip thôi chứ không phải là hồi nãy mình cũng chia sẻ trong cái buổi live stream này rồi. Ok. Này anh em chắc là phải viết dài chữ tí. Quyền quyết định của anh Brian đó. Cái này Brian sẽ chọn nha anh em nha. Câu trả lời nhanh và chính xác nhất nữa. Theo dõi người nổi tiếng Binance, Lambda các dự án. Ok nè.
theo dõi beng beng. Thấy này. Wow, có bạn nào theo dõi beng beng này có nên cho giành thắng không anh? Đó thì giải khuyến khích chàng bỏ tay cũng được. Đó. Thị trường tiếp. Ok. Tại vì thật sự là nếu mà tiếp á thì rất nhiều tiếp. Đúng không anh em, tại vì thật sự tiếp thì rất nhiều tiếp rồi, nhưng mình sẽ chọn cái câu trả lời mà hôm nay mình đã chia sẻ trong ngày hôm nay để dành đó là câu trả lời chính xác trong cái buổi ngày hôm nay anh em nhé. Ok, đây mình có bạn Ryan Rio Nguyễn nè, Outland nè em nè, em thấy không, em ghi bạn đó lên đi. Binance Elite đang bắt các dự án mới đó, theo dõi Binance Elite bạn. Ok đây là câu trả lời bản thân mình thấy là ok nha. Từ từ. Okay. Thực sự là mình cũng follow cộng đồng trên Telegram cũng rất là nhiều, nên là thật sự là những bạn mà chúng giải thưởng ngày hôm nay cũng là những bạn rất là nhiệt tình và cũng là cái tên mình nghĩ cũng rất là quen thuộc. Thực sự các bạn rất là nhanh và cũng rất là nỗ lực tìm hiểu các kiến thức cập nhật thị trường. Ok, cảm ơn mọi người rất là nhiều. Ok, đó là cái phần gọi là quay thưởng. À, cái phần này là phần bạn, mỗi bạn như vậy là được 25 đô rồi đúng không? Bây giờ tới phần quay thưởng cho những bạn gọi là tham gia cái chương trình thành viên tích cực của Bên Bên Kim Minh. À, ok, không biết các bạn nó đang còn ở đây không ta? Thì đúng cái rồi. Thể lệ như thế nào? Em có thể là chia sẻ, em có thể nói về cái thể lệ trong cái cuộc, trong cái thể lệ chơi trong ngày hôm nay được không? Ok, cảm ơn anh rất là nhiều. Thì không biết là các bạn đang xem live stream này có nằm trong thành viên tích cực của Bên Bên không nhỉ? Ok, mọi người có thể comment số 1 để mình có thể biết được không ạ? Thì chúng ta sẽ bắt đầu luôn cái phần về quay thưởng. Thì mình nghĩ các bạn cũng rất là nhiệt tình và cũng rất là cố gắng nỗ lực thì giành phần thưởng xứng đáng. Ừ, ok em. Ok. Ok, vậy thì qua cái chương trình gọi là quay thưởng tích cực, thành viên tích cực của BBK Kim Minh á, thì nếu như anh em nào đang xem cái live này mà chưa biết tham gia như thế nào thì anh em có thể là tham gia vào group Telegram của Bank Gaming. Đó thì anh em có thể bấm phần mô tả sẽ có tất cả các group của Bank Gaming, anh em bấm vào đó anh em có thể là đọc được. Đúng rồi ạ. Những cái thì mọi người phải. Ok, thì để em hướng dẫn mọi người lên, nếu mà các bạn mới đang xem live thì chắc các bạn cũng chưa biết. Thì có thể là các bạn vào phần Telegram của Bank Bank này. Các bạn sẽ search nhé, search cái chữ member tích cực. Bạn sẽ tìm được cái đến cái phần đó, cái phần member tích cực, ví dụ cái member tích cực tháng 4 này là tổng để thưởng 800 đô này, thì sẽ có từng cái phần hướng dẫn rất chi tiết cơ chế cách tham gia như nào, giải thưởng như nào, thì mọi người có thể đọc nhá. Search member tích cực trên Telegram của Bang Bang này. Ok, quay lại với phần member tích cực thì ở đây sẽ là top 20 người, thì trong đó top 3 bạn đầu tiên là sẽ có giải thưởng rồi. Là bạn đầu tiên là 100 đô này, bạn thứ hai là 70 đô, bạn thứ ba là 50 đô, thì chắc chắn ba bạn này sẽ được thưởng rồi. Còn top từ thứ tư đến 20 sẽ quay random lấy 4 bạn và mỗi bạn đó sẽ có giải thưởng là 20 đô, mỗi giải 20 đô. Ok, thì ở đây mình đã lọc ra các cái thành viên tích cực rồi nhá. Đây hai tab này. Ôi may quá là một trong admin tích cực của Bang Bang thì cũng có cơ hội để nhận giải thưởng. Thì không biết là nhân phẩm có cao bằng anh em không thôi. Ok, thì ở đây thì mình cũng đã nốt ra cái file Excel này. 20 bạn, thì trong đó có 3 bạn đầu tiên nhé. Thì 3 bạn đầu tiên là chắc chắn là có giải thưởng rồi. Mình sẽ bôi lại để chúng ta đánh dấu lại. Ok, thì chúc mừng bạn Nguyễn Mẫn này, Alex Hoàng cũng như là Chun. Thì ba bạn cũng tương tác cực kỳ rất là mạnh và cũng hỗ trợ các thành viên của Bang Bang. Thì nhân đây cũng là cảm ơn mọi người rất là nhiều đã luôn đồng hành và ủng hộ với Bang Bang nhé. Ok, còn top từ thứ tư đến 20 này thì chúng ta sẽ quay thưởng nhá. Và cái cơ chế như sau, mọi người lưu ý cơ chế này. Thì bình thường ấy, mọi người quay thưởng ấy, tức là quay random, mình sẽ sử dụng cái well up name này để quay thưởng đúng không ạ? Đây, quay thưởng member tích cực. Đó, thì mình sẽ dùng cái này để quay, nó công bằng, nó rất là fair thôi. Và nó sẽ chọn ngẫu nhiên random. Thì bình thường nếu mà anh em mà quay ấy thì sẽ là quay chúng bạn nào thì bạn ấy được đúng không ạ? Nhưng mà mình lại nằm trong cái ngách game nên là mình muốn gọi là có một cái chút gì đấy nó thay đổi đi một tí, nó hấp dẫn đi một tí, thì mình cũng bàn với các anh em trong team core team thì cũng quyết định là sẽ thay đổi cái cơ chế một chút, tức là chúng ta nằm trên ngách game đúng không ạ? Đặc biệt là mình cũng thích cái game gọi là cái game về survival, game sinh tồn,
Nên là đây mình sẽ quyết định là mình sẽ quay sau này 17 bạn nhé, từ top thứ tư top 20 thì mình sẽ quay, cứ trúng bạn nào thì bạn đấy gọi như là thôi xong toang chết, gọi là không còn nữa, không còn có cơ nhận thưởng nữa. Thì quay quay đến lúc nào mà còn bốn bạn cuối cùng, à còn ba bạn cuối cùng đi, còn ba bạn cuối cùng thì ba người đấy thì chắc chắn sẽ nhận được giải mỗi người 20 đô này. Rồi 17 trừ 3 là còn 14 đúng không ạ? Thì còn 14 bạn mà vừa bị fail đó, vừa bị loại đó thì chúng ta sẽ quay lại một lần cuối cùng nữa để chọn lên một người duy nhất trong 14 bạn đấy nữa. Ok mọi người có thấy phần đấy cũng ok đấy, ổn không ạ? Thì nếu mà anh em sẵn sàng. Ok bây giờ anh em hiểu ấy chưa? Ok, anh em có thể nói lại chưa nào? Bây giờ trong 17 bạn trong vòng 16 17 bạn đúng không? 17 bạn được tìm ra. Thì 17 bạn này, trong 17 này, 17 bạn này sẽ được quay, quay đến khi nào, ví dụ mà quay trúng ai thì người đấy coi như là bị loại khỏi cuộc chơi nha anh em nha. Và sẽ còn lựa lại ba bạn cuối cùng thì ba bạn đó chắc chắn được xuất. Còn á còn tiếp tục thì ba bạn đó chắc chắn được xuất rồi thì còn lại bao nhiêu bạn nhỉ? 14 bạn còn lại sẽ quay một lần random nữa và người cái bạn random cuối cùng đó sẽ là bạn cuối cùng để được nhận thưởng của thành viên tích cực ở trong Meme Gaming. Ok, bây giờ anh em bắt đầu chơi anh em nha, được chưa? Anh sẵn sàng bắt đầu đi rồi. Anh hiểu là nếu anh sẵn sàng thì gọi SS nhá. Sẵn sàng ha. Ok anh em sẵn sàng thì mở SS đi, SS đi. Hãy comment bất cứ cái điều gì mà anh em muốn được, và anh em nào đang xem live mà chưa like cái livestream này, anh em có thể xin một like nhá, một like nha, một nếu anh em nào chưa subscribe kênh YouTube của Meme Gaming có thể subscribe kênh YouTube. Ok anh em. Và okay, anh em nào mà chưa tham gia cộng đồng Meme Gaming á thì hãy tham gia cộng đồng Meme Gaming để có cơ hội, tại vì một tháng sẽ có hai lần như vậy anh em nha. Ok. Ok nha. Thì 17 bạn này mình sẽ copy từ số 4 đến số 20. Thì đây nó cũng đây. Thì trong danh sách này thì mình sẽ chơi trò survival nhá. Cứ những ai mà được gọi tên thì thôi, coi như là ở đây thì nó cũng random lấy như kiểu là 25% ấy, giống y chúng ta chọn trắc nghiệm thôi, 1/4, 1/4. Cứ giờ hai như là chúng ta kiểu là thời sinh viên, thời học sinh chúng ta bị gọi 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 kiểm tra đầu giờ, kiểm tra miệng là chúng ta loại luôn, cứ gọi đến tên là chúng ta loại. Ok, chúng ta có thể, mình có thể trao đổi nhá. 17 bạn này, bạn thấy chúc mục 17 này có phần trao đổi để cho nó gọi là fair hơn, mình cứ trao đổi đi rồi mình sẽ bắt đầu quay nhá. Anh em sẵn sàng chưa? Ok, nhá. Bạn ba bạn cuối cùng nhá, ba bạn sinh tồn cuối cùng sẽ là ba người may mắn giành đầu tiên. Không biết ai là người okay. Đầu tiên là xin chia buồn với bạn Lệ Louis nhá. À nhưng mà cũng chưa chia buồn, cuối cùng bạn vẫn còn cơ hội, mà bạn đợi nhá. Về mình sẽ xóa tên này, còn 16 bạn này. Rồi, ok. Còn 16 bạn nha. Thì mình sẽ nốt bên này lại. Mình sẽ nốt bên này lại để tí chúng ta còn chọn biết bạn nào. Ok. Tiếp theo là bạn Lộc Bình nhá, xóa tên này, số 18 này. Ok, còn 15 bạn này. Ok, mấy bạn hai. Ok. Cái trò này mình nghĩ rất là hay á. Ôi đừng quay vào tên mình nha. Đúng rồi á. Anh chia anh em nào quay trúng là được loại đó nha. Ok, bạn Jun này, Jun Kim Cương, xóa tên nhá. Ok. Số 15. Anh em hồi hộp không? Mình quay mình hồi hộp luôn. Ok, tiếp nhá. Bây giờ anh em mà bị quay trúng là bị loại hết nha anh em. Ok, bạn Son Fried The Man, có tên này. Tiến ơi, Tiến bỏ cái game bình luận hiện tại đi Tiến. Ok anh. Ẩn bình luận hiện tại trên đầu này, ok. Ok. Tiếp theo bạn nào đây? 20 Vũ này. Wow, mình có tên nhưng mà mình chưa bị loại các bạn. Có thể là mình rất là may á. Mình quay vào con. Chúng ta mấy bác này nhỏ nhỉ. Còn 12 này. Quay chúng nhưng mà bị loại nha anh em. Ok, một cái tên mấy Linh Giang nha. Mình nghĩ con trò này có nghĩa rất hay luôn á. Sorry. Tiếp này,
còn 11 bạn này. Ok bạn Huy, Huy Chicken Industry, bạn Huy gà công nghiệp có tên bạn. Ok. Chúng ta sẽ làm nhanh phần này. Còn 10 bạn nữa. Trong đó sẽ lấy 3 bạn. Rồi đó, bây giờ xác suất bây giờ là tất cả các bạn còn lại á, thì xác suất chuẩn rồi đó. Nhưng mà ok, còn 9 bạn. Hồi hộp thế nhờ, cái này vui phết đấy. Vì rất là mấy admin thích quay lắm. Ok, Tuấn, số 6. Anh Ryan xem các bạn comment như nào ạ. Em không thể có được bọn cùng mình comment như nào. YouTube các bạn comment như nào. Đúng rồi, mọi ngày á thì anh em cùng đều comment là ôi hãy gọi tên em đi, gọi tên em đi. Nhưng mà hôm nay thấy không ai thấy gọi ai rồi, gọi tên nữa ta. Chỉ còn 8 bạn. Ôi, mình vô rất là hấp dẫn. Các bạn. Ok. Vậy là tỷ lệ ok, còn 7 bạn nha. Ôi, mình được gọi tên mình mãi mà không thấy gọi đến tên mình. Trời ơi. Admin tiếng là có cái tool rồi anh em à. Cái tool rồi chết rồi. Ok. Bạn Công Mai nha, số 14. Tiếng vẫn còn sống sót à. Ok. Còn 3 bạn. Wow. Bạn Trần Cun. Ok, số 9. Ok. Rất là hồi hộp luôn. Mấy bạn rồi, còn mấy bạn nữa? Ơi, còn 4 bạn. 17. Bây giờ còn một người cuối cùng nhá, trong 4 bạn này. Thì sẽ okay. Có một người là tỷ lệ gọi là anh em còn trong này là tỷ lệ trong này là gần như là gọi là 50-50 rồi anh em. Rồi okay. Bây giờ tiếng quay lần cuối cùng nè. Rồi nghi lắm, tiếng là đang bật hát rồi anh em à. Thôi, không ngờ đấy, mình tôi em rất là bất ngờ ấy, kiểu nhân phẩm cao quá thì. Ok, chuyện nha. Em không tin được văn mình nữa. Mình là bật hát rồi anh em à. Đây, các kết quả này thì trong 14 bạn còn lại thì mình sẽ chọn lấy một bạn cuối cùng nhá. Ok anh em, thì mình sẽ xóa ba bạn này đi. Rồi, em quay 14 bạn còn lại đi. Thì mình sẽ trao đổi này. Để trao đổi nhiều cho các bạn. Đấy, mình trao đổi rất nhiều rồi. Mọi người comment đi, ai nghĩ trong 14 cái tên này thì cái tên nào sẽ được gọi. Lần này gọi là sẽ trúng nha. Lần này gọi là sẽ nhận được thưởng 20 đô. Bây giờ anh em được quyền gọi tên rồi đó. Anh em được quyền gọi tên đó. Khi nào anh em sẵn sàng thì sẵn sàng. Rồi, ok, tiếng ơi. Quay được rồi tiếng ơi, quay đi. Mọi người cũng comment mình lừa là sao? Ok nhá, thì mình quay lần cuối cùng này. Lừa thật cái chứ, comment gì lừa gì. Chết rồi, toàn quá. Thì cái phần thưởng đấy thì mình sẽ để lại cho bạn may mắn nhá. Mình không nghĩ là mình giải thưởng đâu. Thì cơ chế nào thì chắc có thể là mai ngày kia mình sẽ đăng lên tele nhá. Ok, thì mình không, sẽ quay như này luôn đi. Em quay, em mà nhiều người thử thì em quay như này luôn đi. Ok, thế thì mình sẽ quay hai lần nhá. Thì mình sẽ quay hai lần này. Hai lần trong 14 bạn này, hai giải nữa. Ok ok. Là đầu tiên này, một bạn đầu tiên này. Ok ok. Ok, chạy đâu cho hết nắng. Ok ok. Ok, chúc mừng bạn Trần Cun nhá. Xóa tên này. Thì bên này mình sẽ xóa cái tên của mình đi. À, bôi vàng đi này. Và bôi trắng lại vào cho bạn Trần Cun. Ok, còn một bạn cuối cùng này, một bạn cuối cùng trong các bạn này, 13 bạn.
anh em đọc tên đi nào. We Chicken Industry. Ôi tí mình đọc chúng. Ôi. Chúc mừng bạn Lộc Bình nhá. Ok Lộc Bình. Ok, như vậy là okay. Chúng ta sẽ có tổng thưởng là 7 giải nhá. 3 bạn đầu tiên này. Còn 4 giải may mắn quay thưởng là bạn Trần Kun này, Pích Pích này, Lợi Bùi và Lộc Bình. Ok, thì mình nghĩ cái phần quay thưởng này cũng rất là hộp. Mình không ngờ là mình lại sống sót trong vòng 17 người, mình sống sót đến tận 3 người cuối cùng. Mình không đi đứng cửa sau gì đâu nhá. Mọi người có vẻ đi cửa sau mình ngại quá. Ok. anh em cứ nhận thoải mái nha, chứ tiếng tiếng mình giàu lắm. Nên là mấy này anh tiếng không có cần đâu. Được đó, chính miệng tiếng chia sẻ là tiếng giàu nha anh em. Ok anh em, thì thật sự á, cái buổi livestream ngày hôm nay á, thật sự bản thân của mình với tiếng ở đây cũng đã chuẩn bị một buổi livestream ngày hôm nay, và mong rằng sau cái buổi livestream này có thể là giúp anh em nhìn nhận thêm một cái điều gì đó về thị trường và nhất là cái trend motor hiện tại. Và mong rằng sau những cái buổi livestream như vậy và trong thời gian sắp tới, Ryan cũng có như tiếng hoặc là những anh em khác có thể lên dây chia sẻ với anh em về nhiều cái livestream hơn nữa, để có thể là rất nhiều anh em có thể biết được về cộng đồng MMA Gaming, cộng thêm nữa là mong muốn rằng anh em có thể là có những cái kỹ năng, những cái kiến thức, những cái kinh nghiệm để có thể là kiếm được tiền trong thị trường này và có thể là gia tăng được cái thu nhập của mình và có những quyết định sáng suốt hơn trong việc đầu tư của anh em. Cảm ơn anh em rất là nhiều. Và Tiến ơi, Tiến có cái lời nào nói với anh em không? Không. Bật mic. Ok, cảm ơn anh Brian rất là nhiều nhé. Thì mình rất là vui khi mọi người tận giờ này cũng theo dõi livestream cũng như là có thể nghe được chia sẻ của các anh em ở đây. Thì mọi cái chia sẻ thì là những cái góc nhìn cá nhân của anh Brian cũng như mình thôi nhé, chứ không phải là khuyên mọi người đầu tư hay là all in hay con nào cả. Thì cũng phần hộp là cái phần quay thưởng thì mình cũng rất là vui. Thì một số bạn cũng rất là may mắn nhận được thưởng, thì cái phần thưởng hoàn toàn xứng đáng thôi. Ok, thì giờ chắc là cũng đến giờ chúng ta kết thúc rồi. Thì cuối tháng thì chúng ta sẽ gặp lại nhé, đầu tháng mới chúng ta sẽ gặp lại, lại tiếp tục quay thưởng tiếp. Ok, cảm ơn mọi người rất là nhiều. Sắp xếp nhiều buổi livestream hơn nữa để cho anh em chúng ta cùng nhau trao đổi nha. Ok, cảm ơn anh rất là nhiều và hẹn gặp lại anh em vào những buổi livestream tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại nha. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Xin chào.